nên đặt móng chân ở đâu. Một ngày nọ, tôi nhận được lá thư từ một người đàn ông, và đó là một lá thư mời từ một trung tâm thiền ở San Francisco. Đó là thiền sư Suzuki Roshi. Đó không phải là người nổi tiếng đã viết cuốn sách, đó là Suzuki Roshi, là người đứng đầu trung tâm thiền ở San Francisco, một Roshi khác. Ông ấy sắp truyền pháp, một hình thức nhận đệ tử cho một người Mỹ, Dick Parker. Và bạn biết đấy, chúng tôi đã nhận rất nhiều lời mời như vậy trước đó, nhưng sư phụ không bao giờ đưa chúng tôi đi bất kỳ đâu. Nhưng lần này, sư phụ nói sư phụ muốn đưa chúng tôi đi cùng, nên ngài đã lên kế hoạch rằng chúng tôi sẽ đi cùng. Tôi có thể làm một câu chuyện dài ngắn lại, hoặc tôi có thể kể một câu chuyện dài. Tóm lại là, chúng tôi trông thật tệ. Chúng tôi không có quần áo dành cho tăng già, bởi vì quần áo đến từ Hồng Kông và chúng dành cho những người Trung Quốc nhỏ bé. Và chúng tôi là những người Mỹ to lớn, và vì thế chúng không phù hợp. Chúng quá ngắn hoặc không đủ rộng, hoặc bất kỳ một cái gì đó. Hơn nữa, chúng không có màu sắc phù hợp, và chúng tôi không có giày dành cho tăng già, bởi vì họ không sản xuất chúng ở Mỹ. Bạn phải có giày dành cho tăng đoàn từ châu Á, và chúng tôi không có tiền. Sau tất cả, chúng tôi giống như một nhóm hỗn hợp. Chúng tôi thực sự là... Và sư phụ vẫn nói, các con sẽ đi với ta. Vậy là khoảng 8, có lẽ 8 hoặc 9 người trong số các đệ tử tham gia. Vậy là 5 người đầu tiên xuất gia và 4 người xuất gia ngay sau đó tham gia. Và bởi vì sư phụ là sư phụ đã có được một vị trí tôn kính. Vậy là chúng tôi một nhóm, mọi thứ đều không khớp nhau. Sư phụ dẫn chúng tôi vào, họ diễu hành hầu hết ở phía trước và trung tâm. Và sau đó là Parker, Dick Parker, người mà sẽ trở thành thiền sư tương lai. Parker Roshi bước vào, và chúng tôi khá buồn cười, bởi vì anh ấy giống hệt chúng tôi. Anh ấy đang mặc quần áo truyền thống Nhật Bản. Tuy nhiên, anh ấy rất cao, một người đàn ông cao lớn, có lẽ là 6 feet, khoảng hơn 1m8. Cho nên, quần áo của anh ấy cũng không vừa. Anh ấy có đôi chân gầy gò, và chiếc áo choàng của anh ấy chỉ dài đến đầu gối. Tóm lại là... Bây giờ, khi tôi đến nơi và tôi nhìn thấy căn phòng, nó rất nhỏ. Nhưng với tôi lúc đó, nó là một căn phòng rộng lớn. Và hóa ra là vậy, Suzuki Roshi bị ung thư vòm họng và không thể nói chuyện vào thời điểm đó. Và vì vậy, tôi nhớ, bây giờ tôi biết vì tôi đã từng ở đó. Và tôi biết những gì tôi thấy lúc đó. Nhưng điều tôi thấy là họ, Dick Parker, người sẽ trở thành một thiền sư tương lai, đệ tử của Roshi, đi về phía trước và bước lên các bậc cầu thang. Và Suzuki Roshi cũng ở trong phòng, phía trên tầng. Và đó là nơi diễn ra lễ thuyết pháp, giống như lễ truyền giới quy y. Họ giao tiếp. Suzuki Roshi không thể nói chuyện, có vẻ như có một ngôn ngữ cơ thể giữa hai người. Và sau đó, anh ấy đi xuống và nghi thức lúc đó là như thế này. Vì người Nhật rất trọng lễ nghi, vì vậy nghi lễ diễn ra như sau. Anh ấy kể về quá trình học pháp của mình. Anh ấy đã có một bài phát biểu ngắn. Và sau đó, họ đặt câu hỏi. Thế nên anh ấy đã đi xuống và nói rằng, thật tuyệt vời, tôi đã nhận được sự truyền pháp từ sư phụ của mình. Anh ấy nói, không có cao và cũng không có thấp. Điều này là từ Kinh Kim Cang. Tất cả mọi thứ là như nhau và mọi thứ đều là không. Anh ấy đã vẽ một vòng tròn và sau đó, anh ấy nói tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu ý của sư phụ và sau đó là những câu hỏi. Và chúng tôi đang ngồi phía trước, nên chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra phía sau. Nhưng cảm nhận cá nhân của tôi là tất cả những điều này đã được chuẩn bị từ trước. Bạn biết đấy, người này hỏi Parker một câu hỏi, và Parker trả lời vân vân. Nó đại loại là vậy. Tôi nghĩ bạn biết. 2.
hoặc ba câu hỏi vô thưởng vô phạt không có nhiều ý nghĩa với họ. Tuy nhiên, lúc này ai đó đứng lên từ phía sau là một người đàn ông, và anh ấy nói khi tôi cắt móng chân vào sáng nay trong khi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi không biết để những mẫu móng chân cắt ra ở đâu, và anh ấy hỏi thiền sư Parker. Vâng, Parker Joshi, tôi nên đặt những mẫu móng chân đó ở đâu? Và Parker Joshi đã sử dụng phương pháp Smoke and Mirrors, bởi vì anh ấy không có câu trả lời cho câu hỏi đó, và cuối cùng anh ấy cũng trả lời. Và thế là anh ấy nói với người đàn ông, tôi biết bạn làm việc trong nhà bếp. Và người đàn ông nói, tôi làm việc trong bếp, không liên quan gì đến câu hỏi của tôi. Tôi nên để những mẫu móng chân của mình ở đâu? Và cuối cùng, Parker Roshi chỉ nói, bạn biết đấy, tôi cũng gặp vấn đề tương tự. Vậy đây giống như câu trả lời trống, không có ý nghĩa. Không phải là câu trả lời hay, đúng không? Thế là toàn bộ buổi lễ kết thúc. Chúng tôi đã uống trà với Parker Roshi và sau đó tất cả chúng tôi về nhà. Và dĩ nhiên, chúng tôi về nhà, về California. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ ý kiến của mình. Chúng tôi có 5 phút nghỉ đi vệ sinh trước khi chia sẻ. Và sau đó chúng tôi tập hợp mọi người lại và trình bày ý kiến của mình. Người đầu tiên lên tiếng là Hằng Tĩnh. Anh ấy là một người Do Thái đã xuất gia cùng chúng tôi. Anh ấy là một người thông minh. Anh ấy nói, ồ, bạn biết đấy, ý tôi là... Câu hỏi đó của người đầu bếp Parker Roshi chỉ là không thể trả lời. Và tất nhiên là sư phụ hỏi Hằng Tĩnh một câu. Sư phụ nói, ồ, con sẽ trả lời như thế nào? Vậy là Hằng Tĩnh cũng không biết nói gì. Sư phụ nói, thật sự câu trả lời rất dễ dàng. Bạn đã từng nghe câu chuyện này chưa? Vâng, vậy bạn là người duy nhất họ đã nghe rồi. Sư phụ nói câu trả lời thật dễ dàng. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh ta là bạn chỉ cần lấy cái bấm móng tay và bạn cắt một vòng tròn nhỏ trên đỉnh đầu bạn và nhấc hộp sọ của bạn ra. Và sau đó bạn cắt một chút bộ não của mình. Và sau đó bạn đặt những mảnh móng chân vào đó. Bạn đang cười. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này xuất phát từ Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ nói, trong chương cuối cùng, khi Ngài dạy chúng ta vận dụng pháp, Ngài ấy nói, nếu ai đó nói ngày, bạn trả lời đêm. Nếu ai đó nói tốt, bạn trả lời xấu. Vậy điều vô ích nhất có lẽ là những mẫu móng chân của chúng ta, và điều quý giá nhất đối với chúng ta là bộ não của chúng ta. Vậy là sư phụ đã giải đáp về nơi đặt móng chân theo phương pháp của Lục Tổ. Đó là ví dụ về 36 cặp đối lập mà Lục Tổ đã dạy. Nhưng nguyên tắc gì chứa đựng trong 36 cặp đối lập? It wasn't true. Nó không chỉ tôi nói thế này, còn bạn nói ngược lại. Nó không phải, đây không phải là trò đùa. Chan, nguyên tắc là nếu bạn nói một điều gì đó ở thái cực này và Lục Tổ sẽ tiếp theo đó bằng một điều gì đó ở thái cực khác. Trở lại con đường trung đạo, không đứng bên nào. Ngay trong khoảnh khắc suy nghĩ đó, khi bạn ở đây với những mảnh móng chân, sư phụ nói đến bộ não, bạn đã quay về ở giữa. Đó là một ví dụ về sự trở về con đường trung đạo. Và đó là điều mà Lục Tổ đang dạy đệ tử của mình sử dụng. Đó là phương pháp để nếu mọi người sẵn sàng, họ có thể được giác ngộ khi họ nghe hai sự đối lập đó và đưa chúng trở lại ở giữa, trung đạo. Và bạn có thể đã được giác ngộ. Ý tôi là, không phải tôi, không phải sư phụ nói điều đó, nhưng bạn có thể chứng ngộ. Bạn đã chứng ngộ chưa? Không à? Ok. Nó là 36 cặp đối lập. Ừ, đúng rồi, tôi thích câu chuyện này. Và đó là một, bạn biết đấy, đó là một ví dụ khác về sự hài hước của sư phụ. Sự hài hước luôn luôn chứa đựng đạo đức trong đó. Bạn luôn học được điều gì đó. Bạn biết, bài học từ câu chuyện này là...
我现在给你们讲这个经，知识好像开一个皇帝似的，思想不要生出一种依赖性，不要好像恶难似的，释迦牟尼佛要入涅槃了，他就哭起来，就因为依赖性太重了。那么，你们都是人才，都是法门的龙象，我为什么欢喜你们这样学啊？我虽然没有什么本领，我教出一些个徒弟要有比我有本领，要青出于蓝，青出于蓝，那个青山呀是从蓝山染出来的，要有一句话说有状元徒弟，没有状元师傅。你看种状元那个，那个学生啊，他的老师并不是状元，他的老师啊也是一个普通的秀才呀，举人之类的，不是状元。那么他可以教出状元的徒弟来。你们现在呀，学这个佛法，你们这个师傅是个业障鬼，为什么讲这个呢？这也是讲众生的根性的，我是业障鬼的根性，你们只是菩提萨埵的根性，那么要经过一番锻炼，然后会成就的。但是不要生一种依
đi xô hồ.